Vâng, xin chào các bác nhé. Đấy, hôm nay tiếp tục lên cho các một cặp loa Big To 3 đường tiếng nhé, của thương hiệu Big To này. Đấy. Dòng 3 đường tiếng, bác nào mà thích nghe kiểu trung âm nhiều thì nghe dòng này nhá. Thích nghe bolero thì zin ngay cặp này về cho em nhé. Đấy. Ok, vậy thì mời các bác nhìn qua này. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Vậy là nó chỉ gọi là kém hàng mới là, gọi là đập hộp rồi. Chứ còn nó chả khác gì hàng mới luôn này. Nhưng mà hàng mới đây so là so với mặt bằng chung là của hàng bãi nhá. Chứ còn để mà đập hộp thì là bên kia thì nó vẫn hơn. Đấy, nhưng mà cơ bản này. Đấy. So hàng bãi thì đây chả khác gì hàng mới luôn. Một con gọi là mới toanh luôn, quá đẹp. Nhiều con nó về nó kinh các bạn, nó xước sát xong rồi băng keo nó quấn chăng chịt vào. Đấy, thứ nhất là bên em vệ sinh cũng rất mất thời gian. Và hình thức thì nó cũng hơi kém tí. Nhưng mà với cặp này thì quá đẹp luôn. Cặp này có bác trưng bày động đẹp. Căng có đầy đủ đấy nhá. Đấy. Căng đây. Đấy, căng này thì về bác nào không thích thì căng lại cho em. Còn không thì em nghĩ là bỏ căng là nhìn đẹp hơn đấy. Đây các bác nhìn này. Bỏ căng là nhìn nó đẹp hơn đúng không? Các bác nhìn có đúng đẹp hơn không? Đấy. Em thích kiểu bỏ căng à? Không biết các bác nào chứ còn em là riêng kiểu loa các cái hãng khác nó là vậy. Ở nhà em nghe đang bỏ hết căng à, cho nó tiếng nó thoát thoát tiếng với cả nhìn nó đẹp hơn, nhìn cái bát tép nó lộ, nhìn nó phô chứa là con loa chứa mình phải phô được cái bát cái tép nó ra nhìn nó mới đẹp, chứ còn đậy lại mà nghe nhạc thì nó bình thường đúng không ạ, vừa nghe nhạc vừa phải trưng bày nó mới chất, chứ còn chỉ để nghe nhạc không thì không thua. Đấy, cặp này mà các bác kê ở phòng khách cho em nhá, ưu tiên kê phòng khách. Đấy, cặp này kê phòng ngủ hơi tiếc bởi vì là cái đẹp nó phải gọi là khoe ra đúng không ạ, xấu che lại, nhưng mà cái này nó đẹp này phải khoe ra thì để phòng khách đẹp. Kê hai bên tivi nhá, bác nào mà có tivi to to ấy kê hai bên đẹp lắm, làm thêm hai kệ đặt vào thì hết ý luôn. Ok, về công suất của con này thì ở đây là công suất là 40W tổng hai loa này, trở kháng từ trước là 4 ohm này. Đấy. Thương hiệu Victor nhá, thương hiệu Victor. Đấy, trước sau đẹp tuyệt vời, chất lượng gỗ các bác nghe này, nghe không? Các bác thấy tiếng giòn không? Gỗ tốt là như vậy nhá. Rồi, cặp này mã của nó nha, bác nào chốt alo luôn cho em này. Chốt cái mã này là VKD70 nhá. VKD70H nhá. Đấy, VKD70H nha, chốt cho em phải đúng cái mã này nhá, VKD70H. Đấy. Bác nào chốt cặp này là hết luôn đấy nhá. Đấy, cặp chốt hạ anh em đấy. Đấy. Cặp cuối cùng của gia đình luôn. Đấy, bác nào chốt thì alo luôn cho em. Em test luôn trong buổi chiều hôm nay nhá. Đấy, tiện có hơn chục kiện hàng mà khách bác đặt kia, có mấy bác khách đặt rồi thì em gửi luôn cho nhá. Đấy, còn không nếu bác làm mà tầm khoảng 6 giờ hoặc là 7 giờ mà đặt là phải sang chiều mai mới gửi đấy. Sang ngày mai bên em mới gửi được. Vì là tầm mới đầu đi là 6 giờ bên em là nghỉ rồi. Nên là đặt thì đặt sớm cho em nhá. Từ giờ đến tầm khoảng 5 giờ đặt luôn cho em nhá. Thì em test làm ra luôn thì đóng gửi luôn ngày hôm nay. Thì các bác nhận hàng sớm hơn một ngày. Còn nếu bác nào mà gọi sau 6 giờ là phải sang ngày mai mới nhận được hàng. À, sang ngày mai mới gửi được. Đấy. Đẹp lắm đây, mặt trước mặt sau này. Loa chủ mình quan tâm cái mặt trước và cái mặt trên nóc này đẹp, nó ok này, hai thành hai bên này. Đấy, nhưng mà con nào đẹp toàn diện luôn, trước sau đẹp toàn diện luôn. Đấy. Có nào? Rồi, cặp này thôi để có bác giá là bình thường, nếu mà cả cục về nhá, cả bộ nó thì bộ này nó phải tầm khoảng triệu rưỡi đấy, tầm khoảng triệu rưỡi, bộ này đẹp mà hàng này phải đẹp phải triệu rưỡi, 1,6 triệu. Thế mà thôi. Về lẻ thôi, để các bác bộ cặp này có để các bác 730 nhá, có để các bác 730 đấy là hữu nghị thôi. Đây còn cặp cuối em xả lốt cho các bác cho nó sướng nhá, hãy cho để các bác 730, có để 700 tròn đi, bớt 30 lẻ nhá, có để 700 tròn đấy. Thì bác là chốt theo lô luôn cho em qua số 0966 594581 nhá, hoặc số 0979 891682. Đấy, 700 tròn, bác là chốt theo lô luôn cho em nhá, chốt luôn thì để em test luôn, này bàn giao luôn thẻ. Thằng nào chiều có hơn chục kiện em gửi luôn thẻ. Đây, căng này các bác đẩy vào này. Đấy, em đóng hàng em đẩy nguyên này nhá. Đấy, để y chang này gửi cho các bác này. Đấy, còn trước khi đóng là phải test đầy đủ cho các bác, đảm bảo là bát chung tép lên ok sau đó mới gửi nhá. Đấy, còn khi đóng hàng em đẩy nguyên căng này, còn về có dùng hay không dùng là việc của các bác nhá. Đấy, về không thích cái này thì mình căng lại. Đấy, căng cái vải này thì các bác thích tìm gọi là vải xanh đỏ tím vàng lục lam tràm tím, thích màu gì thì căng vào. Đây, căng này thì em thấy mấy khách em căng
không biết các bác căng kiểu gì nhưng mà nhìn rất đẹp. Đấy, còn về các bác tự căng đấy nhá, em chịu không biết căng mấy này đâu. Nhựa này còn tốt lắm này, nhựa này của nó xịn lắm, nhựa của Nhật mà này, xịn cực kỳ luôn đấy, nhựa của Nhật này. Quá xịn luôn, nhựa trong. Ok, cái logo này có bớt lại này, lấy cái con dao tem này, rạch cây này, rạch hai bên đi, xong rồi mình căng lại, xong rồi mình cũng gắn nhẹ này, đấy, xong rồi mình cho cái logo nó ra nó mới đẹp. Logo con này nó còn mạ cả cái gì, mạ chrome này, nhìn bóng loáng. Ok, đấy thì bắt đầu chốt tiền đâu luôn cho em nhá. Xin chào các bác.